Rồi hai anh em về khỏe nha. Giờ sao anh Dũng chạy qua cầu Thơ hả? Rồi quẹo. Em đang mới đê nãy hay là mua mới mua á? Em này khác mà. Khác hả? À. Tính đâu anh mới đê nãy, em mới đê nãy. Chờ ghi vô đấy chờ xe nó vào quá. Ghi cho mình số thoại vô đó luôn đi. Đúng rồi, người nhận á. À được, ghi số thoại người nhận vô đi. Dạ. Để khi nó đi rồi mình mất số điện thoại á. Anh ơi về trước hả?